Công xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã đến với video của kênh Ba Công. Thì tình hình dịch thời gian qua không có đi đâu để quay video, Công cùng với mọi người xem lại một video mà Công quay trong dịp đi Đà Nẵng. Thì đây là chợ đêm Sơn Trà. Cái video này đã mấy năm, cho nên như các bạn thấy trong video không có ai đeo khẩu trang. Đây là thời điểm mà dịch Covid nó chưa có khiến cho mọi người phải bận tâm, gần như mọi người không có chút tâm tới nó. Thì Công sẽ cùng với mọi người đi tham quan và tìm hiểu về một trong những cái chợ đêm nổi tiếng của Đà Nẵng, chợ đêm Sơn Trà. Nó cũng giống như các chợ đêm của các tỉnh, nhưng nó nhiều mặt hàng và phục vụ cho khách du lịch là chủ yếu. Đây cũng là một nơi tham quan khám phá với bầu không khí sôi động và có nhiều hoạt động mua sắm hoặc là các quầy bán đồ ăn khá là ngon. Nói cách khác, đây là một cái tổ hợp mà vừa mua sắm vừa đi bộ với nhiều hình thức kinh doanh. Một trong những nơi mà chúng ta nên tham quan khi mà ghé đến thành phố Đà Nẵng. Thì chợ đêm này chỉ mới được thành lập vào năm 2018. Nó tuy khá là mới nhưng mà do cái vị trí của nó nằm ngay cầu Rồng, dễ thấy, dễ biết, cho nên khách tham quan đến đây khá là nhiều. Cái hôm mà Công đi chợ thì khoảng thứ hai, thứ ba gì đó, nhưng mà chợ cũng khá là nhiều người đó các bạn. Cũng giống như các chợ đêm khác thì chợ đêm Sơn Trà chỉ hoạt động sau 6 giờ tối và đóng cửa trước 12 giờ đêm. Nhưng không khí ở đây nó khá là mát mẻ, bạn có thể tới đây vào từ lúc 6 giờ, lúc đó là bày hàng khá là đầy đủ, đồ ăn khá là ngon, những món hải sản đặc trưng của thành phố biển. Ở đây có tới hơn 150 gian hàng. Thì với tình hình hiện tại, Công nghĩ là Đà Nẵng đã không có cho mở, nhưng mà khi mở thì tới hơn 150 gian hàng. Ăn uống, đặc sản, đồ trang sức thủ công mỹ nghệ, các thứ khá là nhiều so với các chợ đêm khác của các tỉnh. Mà đặc biệt hơn, đồ ở đây nó khá bình dân nha các bạn. Công ăn một gia đình khoảng 6 người ăn no chỉ hơn 1 triệu, không mắc đâu. Hơn 1 triệu tức là khoảng 450 đô mà 6 người ăn no. Đương nhiên nếu các bạn yêu tôm hùm hoặc là các món hải sản nổi tiếng thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Đối với việc đi chơi thì mức giá nó không có mắc, không bảo đảm mà chất lượng cũng không hề tệ, chất lượng là trên trung bình. Còn đối với những người mà thích đi mua sắm thì khi mà dạo quanh chợ sẽ thấy có nhiều quầy hàng bán các sản phẩm quần áo, giày dép mà lúc nãy Công có đi ngang đấy. Còn khu này thì toàn là đồ ăn nằm ở cuối chợ, nhìn khá là thèm nhưng mà ăn một mình thì sẽ buồn. Tốt nhất là đối với những quầy hàng như vậy mà mình đi theo nhóm ăn uống ở ngoài trời nó thoải mái, nó vừa sướng miệng mà vừa vui vẻ. Giá đồ ăn thì dao động khoảng từ 30.000 tới 100.000. Có một số món thì nó đặc biệt nó hơi mắc là khoảng 200-300.000. Còn cái món bình dân thì 50-70.000, chúng ta đi chơi thì chuyện đó không có thành vấn đề. Nhìn rất là thích mắt nha các bạn.
ai mà coi những cái đồ ăn này ban đêm thì chắc là thèm nhỏ dãi. Vào những cái ngày mà cuối tuần hoặc ngày lễ thì ở chợ đêm sẽ có những màn trình diễn của các nghệ sĩ đường phố như là đánh guitar hoặc là xiếc hoặc là vẽ bằng bút chì. Nói chung là khá là nhiều thứ để chúng ta bị thu hút, nhưng mà vào những ngày này thì không có hoặc là khá ít. Không có một vài mẹo nhỏ khi mà chúng ta đi mua sắm ở những nơi chợ đêm như thế này. Thật ra đối với những khu vực khác thì nó cũng như thế. Các bạn chú ý, nếu mà các bạn thích cái gì đó thì đừng có tỏ ra mình khoái muốn mua. Cái việc đó khiến cho các bạn sẽ bị hố giá khi mà các bạn hỏi, tại người ta dựa trên thái độ của mình mà người ta đưa giá. Người ta thấy mình khoái quá, người ta sẽ đưa giá cao. Cho nên cứ hỏi qua loa rồi đi chỗ khác, một quét vòng lại, có thể bạn sẽ được cái giá tốt hơn. Và thêm một điều nữa, những cái món bạn muốn mua có khá là nhiều quầy bán, bạn có thể đi và hỏi. Tốt nhất là đi một vòng như là Công đang quay cho mọi người nè. Mình xác định chỗ nào muốn mua cái gì thì một quét mình có thể quay lại hoặc là hỏi những cái quầy khác. Và đặc biệt đối với dân buôn bán thì người ta rất chú trọng người mở hàng. Cho nên các bạn đừng có mua quá sớm. À, ý của Công là các bạn đừng hỏi quá sớm. Đôi khi các bạn hỏi mà người ta chưa bán được gì mà các bạn không mua, thì khi đó người bán hàng sẽ có thái độ gay gắt, khá là khó chịu cho cả hai bên. Chúng ta tránh tối đa cái việc đó là tốt nhất. Và thêm một chuyện nữa, khi chúng ta đi du lịch, đi chơi ở bất kỳ đâu thì chú ý tài sản cá nhân như điện thoại, ví tiền. Bởi vì những khi mà các bạn vào những nơi quá đông đúc, có thể các bạn sẽ bị kẻ xấu trộm mất mà chúng ta không hề chú ý. Thì may mắn là chợ đêm Sơn Trà cũng là một trong những nơi mà khá là an ninh, cho nên tình trạng đó có thể là không có nhiều. Nhưng mà cứ chỗ nào đông người mình cứ chú ý giữ gìn tư trang cá nhân là tốt nhất. Như Công nãy giờ đi một vòng như thế, nghĩ được vài thứ, đêm về khách sạn cũng mua được vài cái mà với giá khá là tốt. Chúng ta có thể trả giá nha các bạn. Giá để như vậy không phải mặc định. Khi các bạn cảm thấy mà các bạn muốn mua, các bạn cứ mạnh dạn mà đưa ra cái giá thích hợp với bản thân. Còn mua vừa bán không có vấn đề gì mà phải lăn tăn mà nghĩ là nó để giá vậy hợp lý thì mình không có trả nữa. Không có nha các bạn. Mình cứ hỏi. Đến khi mà đi hai ba nơi đều không có giá tốt, mình có thể suy xét cái việc mà mua giá mà người bán đưa. Không có việc gì phải gấp. Thì đó là những gì mà kinh nghiệm của Công về cái việc đi chợ đêm, cũng như cái việc mà tham quan như thế nào. Tới điểm này là hết một dòng chợ rồi các bạn. Chợ này nó có 3 cạnh. Các bạn có thể tới gửi xe vào cái bãi gửi xe ở giữa chợ, hoặc ở đầu chợ ngay phía chân cầu Rồng. Thêm một điều đặc biệt nữa là cái nhà vệ sinh công cộng nó ở khá xa. Cho nên các bạn trước khi đi ra chợ đêm hãy đi vệ sinh trước, để tránh việc phải chạy đi vệ sinh khi mà đang trong chợ, nó tốn thời gian. Như vậy không hay. Video của Công đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và cùng Công đi tham quan chợ đêm Sơn Trà. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.